Hello nha, xin chào tất cả các bác nha. Và hôm nay em sẽ tiếp tục giảm giá cho các bác một mẫu loa DMX LX12 còn 3,5 triệu các bác nhá. Mẫu này vừa rồi em đang bán là 3,9 triệu và giảm cho các bác thêm 400.000 đồng nữa, còn 3,5 triệu đồng. Khá là đẹp các bác. Đấy, khá là đẹp. Và chất âm thì các bác có thể xem lại các cái video của em. Và đây là em cũng tiện thể có một cái, đây em đang đóng bưu điện thì review nhanh cho các bác cùng xem. Rất là rẻ rồi, 3,5 triệu đồng cho một đôi loa khá là chất lượng và cũng như là thiết kế rất là đẹp. Lưới sắt các bác nhé, lưới sắt ở bên trong là có một lớp vải để ngăn chặn bụi bẩn. Và phía đằng sau loa thì chúng ta có model của sản phẩm, thế thôi. Và lỗ thông hơi ở phía trước các bác nhé. Năm đời mới này thì hầu hết người ta dùng lỗ thông hơi về phía trước cho chuột bọ và những cái ngoại cảnh không thể vào được bên trong loa có nhé. Logo DMX được dập chìm ở bên trong, khá là đẹp. 3,5 triệu đồng thôi các bác ạ. Các bác mua hàng hãy nhanh tay gọi điện cho em qua số hotline 0708 761 888 các bác nhé. Em cũng review nhanh thôi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip lần sau.